Đây là Samsung Galaxy S10 Plus, một con điện thoại phải nói là thuộc tầm flagship của Samsung. Khi vừa ra mắt á, mức giá nó rơi khoảng hơn 30 triệu đồng phiên bản cao nhất. Nhưng bây giờ trên tay mình đây, cũng là phiên bản cao nhất nhưng giá bằng 1/10, tức là 3 triệu đồng cho một cái phiên bản cao nhất của S10 Plus đây. Và 3 triệu anh em không biết mua đâu đúng không? Thì anh em có thể tham khảo tại Bạch Long Store. Ở đây, thậm chí mức giá nó còn dưới 3 triệu đồng nữa. Và con S10 Plus này ở thời điểm này liệu nó còn ngon hay không? Thì cùng mình đánh giá trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, mình muốn nói đến cái điểm thiết kế cũng như là tính năng của nhìn khách quan nhất về Galaxy S10 Plus. Cái cảm quan chung về Galaxy S10 Plus, thiết kế của S10 Plus với màn hình cong trang hai cạnh với cỡ lớn lên tới 6.4 inch, tấm nền là AMOLED, độ phân giải là HD Plus, tỷ lệ siêu dài là 19:9 cho mật độ điểm ảnh là 438 ppi. Galaxy S10 Plus là model duy nhất trong 3 sản phẩm S10 có camera kép phía trước. Do vậy, phần mắt cam sẽ lớn hơn so với S10. S10 Plus có loa thoại sát mép trên máy. Khi mà ra mắt thì máy có 4 màu sắc lựa chọn, bao gồm là màu trắng ánh ngọc trai, xanh dương, xanh lục bảo cũng như là đen. Hai phiên bản cao cấp nhất và cấu hình mạnh nhất đều sử dụng chất liệu là gốm với màu đen và trắng. Tiếp theo, chúng ta đến với phần màn hình của Galaxy S10 Plus, là một cái màn hình không thể nào chê được ngay từ khi nó ra mắt. Tới hiện tại nó vẫn đẹp. Màn hình kích cỡ lớn nhờ vào độ phân giải cao, khả năng hiển thị Galaxy S10 Plus là rất tốt, màu sắc rực rỡ và độ sáng rất lớn. Công nghệ màn hình là Dynamic AMOLED, là smartphone đầu tiên đạt chuẩn hiển thị HDR10 Plus và khả năng hạn chế ánh sáng xanh gây hại cho mắt người dùng khi sử dụng. Màn hình của S10 Plus cỡ lớn, độ phân giải cao, khả năng hiển thị của S10 Plus là rất tốt, giúp nhìn rõ từng chi tiết ngay cả khi dưới ánh nắng ban ngày. Đến với phần camera, đây đã từng là một con camera đáng mơ ước ngay từ khi nó ra mắt. Thời điểm hiện tại thì chụp cũng gọi là ổn thôi chứ cũng không đến mức là quá xuất sắc. Nhưng thời điểm mới ra mắt, đây là một con camera đáng mơ ước của người dùng. Samsung đã khéo léo sử dụng hình nền tối, vuông góc. Chi tiết này lại hiện rất rõ khi dùng được ứng dụng các trình duyệt đơn giản với màu trắng. Camera kép phía trước bao gồm độ phân giải là 10MP, f1.9, góc rộng là 80 độ và một camera đo độ sâu. Trường ảnh độ phân giải là 8MP, f2.2. Bộ 3 camera sau bao gồm là camera chính với độ phân giải là 12MP, f1.5. Camera thứ hai cho chụp chân dung với cảm biến là 12MP, f2.4. Camera cuối cùng là điểm mới nhất của Galaxy S10 với ống kính siêu rộng là 123 độ, độ cảm biến là 16MP. Máy thì chắc chắn là hỗ trợ chống rung quang học OIS. 3 ống kính tương đương mức zoom là 0.5, 2x cũng như là zoom tối đa là 10x. Đến với cái phần mặt lưng rất cao cấp được làm từ kính. Thiết kế ấn tượng với màu sắc đổi màu theo từng góc. Không để lại dấu vân tay, tạo cảm giác khi mà cầm S10 Plus trên tay chắc chắn nhờ cái phần bo cong của hai cạnh. Qua đến phần mặt trước, đó là cảm biến vân tay. Thiết kế cảm biến vân tay siêu âm đặt dưới màn hình, tốc độ nhận diện vân tay là cực kỳ nhanh so với các cảm biến vân tay đặt sau lưng như S9 trước đó. Tuy nhiên, với cái màn hình thiết kế cỡ lớn này thì S10 Plus thì từng vị trí vân tay đặt thì có thể chỗ này thì hơi thấp. Và cuối cùng, đến với linh hồn của một chiếc điện thoại, dung lượng pin. Pin dung lượng lên tới 4100mAh, lớn hơn đáng kể so với S10 là 3400, Galaxy S10e là 3100. Galaxy S10 Plus hỗ trợ sạc nhanh cho cả sạc không dây lẫn sạc có dây. Đặc biệt đúng như lời đồn thì bộ ba smartphone Galaxy S10 là sạc không dây cho những thiết bị khác. Power Share. Điều này thú vị hơn khi mà hướng tới đế sạc phụ kiện đi kèm. Và với một cái mức giá hơn 30 triệu từ khi ra mắt và hiện tại chỉ còn khoảng hơn 3 triệu một chút tại hệ thống cửa hàng của Bạch Long Store. Nếu anh em nào quan tâm đến chiếc điện thoại này, truy cập vào đường link bên dưới phần mô tả, dẫn thẳng anh em đến hệ thống Bạch Long Store. Ở đây anh em mua hàng chắc chắn rồi, giá sẽ tốt và sẽ còn tốt hơn giá trên web rất nhiều, đi kèm với nhiều chính sách ưu đãi hậu mãi tốt. Nên là anh em nào quan tâm thì click nha. Còn em nghĩ sao có S10 Plus này, nó còn đáng mua thời điểm hiện tại hay không? Nó là máy chính hay máy phụ thì ngon, để lại ý kiến phần bình luận cho mình cũng biết nha. Ôi nhìn xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.